chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Strength. Ngày hôm nay thì Linh sẽ tổ chức một trò chơi với bạn Huy. Đây là bạn Huy. Ok, trò chơi hôm nay chúng ta sẽ có luật như này. Đây nha, mình sẽ cầm máy này. Linh và Huy sẽ thực hiện động tác swing Geiler, hay còn gọi là Freeway, là đu xà lộn ngược ra trước ấy. Đó, hai chúng mình sẽ phải bốc thăm. Đây là những cái lá thăm. Đâu rồi? Lá thăm của mình đâu rồi? Lấy đi. Đó, đây. Đây là những lá thăm bạn Huy đang cầm trên tay. Có 5 cái, tượng trưng cho 5 màu. Ở đây là màu tím nhạt, màu tím và màu xanh, xanh biển, xanh biển nhạt này, với cả màu xanh lá cây. Đó, khi mà bốc phải cái lá thăm này thì người đó sẽ phải thực hiện động tác swing Geiler, tiếp điểm vào cái màu đó. Giả hạn như là bốc vào cái màu xanh dương thì mình sẽ phải đu swing Geiler tiếp đúng vào đấy và đứng vững. Nếu mà chống tay ra sau hoặc ra trước là sẽ không tính điểm. Còn nếu mà thực hiện táp đất tiếp chuẩn vào đấy, Huy đứng mẫu. À, khi mà đứng tiếp chuẩn vào đấy thì sẽ được cộng 1 điểm. Và khi làm xong 5 lần như này, làm 5 lần thì mình sẽ tổng điểm của 5 lần đấy vào. Nếu ai có điểm số nhiều nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Bạn Huy đã sẵn sàng chưa? Ok, nói to lên nào. Ok. Rồi, ok. Và giải thưởng ngày hôm nay của chúng ta sẽ là 200.000 đến từ đơn vị tài trợ Huy Linh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một lần test trước. Test tức là thử động tác swing Geiler, xem hôm nay có ốm yếu gì không. Ok, bạn Huy test trước đi. Nghe nói bạn Huy hôm nay ốm. Rồi, ok, cầm máy cho tớ nè. Mình sẽ cố gắng. Và bây giờ thì hai anh em sẽ cùng nhau phản ứng đi để xem ai đi trước. Người cuối cùng sẽ là người đi trước và sẽ phải bốc thăm trong 5 lá thư này. Đó, ok. Mỗi người sẽ có 5 lần bốc để tổng lại số điểm đấy nhá. Nào, này bạn. Sao anh thật à? Chưa rồi. Ok. Theo luật là phải nhắm mắt không nhỉ? Okay. Đâu thấy đâu. Nhiên nhá. Ok, mình đã nhận được một lá thư. Xanh lá. Oh my god, cầm máy. Oh my god. Xanh lá là cái không. Đây. Xanh lá nha các bạn nha. Đây, xanh lá là cái xa nhất. Oh my god. Ok, bây giờ mình đi trước nha. Quang Ngọc, cầm. Huy chơi nhào nhá. Đây, đưa 5 lá phiếu đây. Mình sẽ để máy đây nhá. Rồi, để đây. Bắt đầu nào. Bốc cái khó bạn nhá. Xanh nhạt. Dưới lứt của mình một cái. Ok, bạn sẵn sàng chưa? Cố lên nhá. Mặc dù mình là địch nhưng mà mình vẫn cổ vũ bạn như bình thường. Ôi xinh ghê. Stick. Wow. Ôi xin rồi, bạn Huy được 1 điểm và mình chưa có điểm nào. Ok, lượt thứ hai. Bạn Huy cầm lá thư cho mình. Đứng ra giữa màn hình cho anh.
Rồi, ok. Ô, xong rồi. Cho anh cái CC thôi nhá. Cho anh cái CC thôi. Ôi, nhắm mắt. Các bạn ơi, cùng cho mình. Mà cái CC đâu đây ạ? Đó. Chưa nào. Cầm máy, xin nhà đó. Ô, xin nhà. Rồi, ok. Cầm máy, cầm máy. Đây, mình bốc được lá xanh nhạt nha. Rồi, ok. Nhưng không biết có làm được không, sợ quá. Ok, mời bạn Huy. Mình bắt đầu thấy buồn rồi đấy. Đây, từ từ nha, để máy đã. Lần 2 của Huy nhỉ? Mình làm mình được 1 điểm. Lần đầu được 1 điểm luôn. Ok, khó rồi nhá. Nhắm mắt vào. Rồi, cái gì đây? Tím nhạt. Tím nhạt. Các bạn nhìn thấy tím nhạt chưa? Chính là cái đầu tiên luôn. Siêu gần, yeah. Sao, bạn thấy thế nào hả bạn Mỹ? Easy. À, easy à? Ok, easy. Mời bạn. Sit đi, sit đi, sit đi, sit đi. Sit, sit. Rồi, rất ngay, yeah. Ôi nhưng mà mình không nên cười bởi vì mình đang thiệt quá nhiều. Mình hai lần mình chưa được cái nào. Ok, ba đúng không? Ba. Mặt nó bắt mưa. Bốc nhanh, nhanh nghe là bốc nhanh nó dễ. Tím đậm. Từ từ sao sao. Cái thứ hai, tím đậm cái thứ hai. Okay. Cái thứ hai luôn. Cặp chân này. Yes. Ok, thế là tỷ số đã hòa đúng không nhỉ? Chưa. Mình là 3 lần. Mình là 3 lần nhưng mà mình được 1 điểm và Huy được 2 lần nhưng mà đã được 1 điểm rồi. Lần thứ 3 của Huy nhá. Ok, bạn Huy nhắm mắt vào nào. Cái này khó đấy các bạn. Ok, bạn Huy, khó nha. Có lại là cái này à? Ôi, chết rồi. Vừa lấy bạn ấy làm cái thứ nhất nhưng không được. Lại vào cái thứ hai, bây giờ vào cái thứ hai. Không biết là bạn có làm được không? Nó giống ít gì cái thứ nhất. Ôi, bạn làm gì đây? Trời ơi, bạn vào cái thứ ba. À, mình hiểu quy luật của bạn ấy rồi. Bạn ấy cứ nghĩ đến cái thứ nhất thì sẽ vào cái thứ hai, mà cái thứ hai sẽ vào cái thứ ba. À, đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đâu phải là thứ tư đúng không nhỉ? Thứ tư bạn cảm nhận bốc thăm là tỷ số ra ngoài. Yes, mình không có gì mà phải buồn nữa. Thiệt của nó. Cái này cái thứ hai đi. Tím đậm. Cầm máy, cầm máy. Tím đậm. Ok chưa? À, thôi mà. Đó. Ok. Đây là cái thứ hai các bạn ạ. Mình có hy vọng thắng rồi. Này, giả bạn. Sướng sướng quá. Yeah, bạn Huy ơi. Lần thứ mấy nhỉ? Lần thứ tư của bạn Huy đúng không? Đây là lần thứ tư của mình. Bây giờ lần thứ tư của bạn Huy này. Thế là chúng ta chỉ còn một lần duy nhất thôi. Ok, cứ khó mà chọn em ạ. Khó mà chọn. Xanh, xanh lá. Xanh lá nha các bạn ơi. Bắt led nào, bắt led nào, bắt led nào. Yes, xanh lá. Rồi, bạn đã sẵn sàng chưa?
xa thế á. Ô, là cái xa nhất của mình vừa đây. Tiếc tít cực kỳ. Cái này bạn biết thì ra là xa nhá. Ôi, ôi, sao lại vào? Chết rồi, được. Vào thì được rồi. Sao bạn lại làm sao như thế? Cái gì á, làm thế nào? Cũng xa thôi. Cũng xa thôi á. Chả có bí quyết gì cả. Chán thế nhở? Cái xa mình cũng làm được. Lần thứ 5. Final time, lần cuối cùng của chúng mình. Đây, xả bạn này. Cho mình cái rêu nhá. Lại cái hai chất đi. Cái đầu tiên, mình có khả năng làm gần. Tốt hơn là làm xa. Ok. Ok. Vậy là lần cuối phải không Huy nhỉ? Đúng rồi. Này, có gì phải lâu lắm vậy đấy. Mày là cái chắc rồi. Mình đang hai đều đúng không? Có thể là hòa, có thể thắng và cũng có thể là thua. Ok, đúng okay, rồi. Ok, lắp cho anh em cùng chất linh nhá. Cho Huy nhá. Không bao giờ. Cười gì? Mình sẽ sử dụng kỹ năng hơn. Tất nhiên thôi. Mình hứa là bỏ lại Tico Linh cắm đầu này. Đúng tủ. Rồi mời bạn Huy nha. Nào đưa lá thăm lên nào. Ok khó bạn nhớ. Đưa đây để máy đã. Để máy. Cái cuối cho chọn á. Bạn Huy bảo là cái cuối cho bạn đến chọn. Nhưng mà thực ra ở đây nó cũng khó mà phân biệt được cái nào dễ cái nào khó lắm. Đúng không? Đây là cái máy giặt này. Đây là cái đồng hồ, úi dồi. Nói chung là bạn ghi bạn ấy vừa đây viết cái tờ này. Có thể là bạn ấy đã đánh dấu cái mức dễ nhất cho bạn đấy. Ok, được chiều bởi vì mình đang 3 đúng không? Bạn ấy 2. Ok, mời bạn ghi. Cho bạn ấy cơ hòa. Không bị thua đi. Cùng em mì xanh lá nhá anh em nhá, xanh lá nhá. Nào, cái gì đây? Xanh dương à? Yes. Cái thứ ba. Xanh dương. À. Ok. Như mình bảo ấy, bạn ấy cứ nghĩ xanh dương thì lại lên một cái lớp trên nữa, đó là màu xanh dương nhạt. Không biết là bạn ấy có làm được hay không. Mình nghĩ là lên cái xanh lá này cho nó thua luôn cũng được. Wow. Cái này con trồ rất là tốt đấy. Rồi, đấy chưa biết ngay mà. Xanh dương thì lên xanh dương nhạt ngay. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Bạn có lời gì muốn chia buồn với mọi người không? Mình cố tình thua nhá. Cố tình thua. Cố tình thua. Bạn thì được. Từ từ nha, để mình ra lấy giải nha các bạn nha. Chờ mình tí. Cho bạn lắp cái phiếu về nhà nghiên cứu tiếp. Có vẻ bạn ấy hơi buồn. Ok, để cho người thua trao quà cho người thắng thì người thua sẽ vui hơn đúng không các bạn? Ok nào, trao quà nhau nó kiểu vui vẻ nào. Thấy linh nghèo á. Bố mình nhịn này lâu lắm rồi thế nhé. Trao quà văn minh nhưng mà người ta người xứng đáng. 200 đúng không? Bạn này còn chưa đưa mình. Yes. Lòng chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và mạnh khỏe. Bye bye các bạn. Mẹ sao? Thấy cái gì cho bạn xem? Thấy cái gì cho bạn xem? Nào, người thua cuộc ăn mừng nào. Người ta thắng với ăn mừng nhưng mà bạn thua cuộc ăn mừng rực rỡ hơn cả thắng. Bạn nhìn thấy mặt buồn không? Mặt mếu mếu. Ô, cắt cái.
Hình như cái này ghép vào khiêng hòm thì hợp các bạn nhỉ? Đúng không? Mình chạy ghép khiêng hòm mà nhá. Okay.